Bí thư tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh khẳng định việc bổ nhiệm vợ, con, em trai, em rể của ông làm lãnh đạo ở các sở, ngành là đúng quy trình. Dư luận đang xôn xao trước thông tin ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy Hà Giang, có vợ, em trai, em gái và một số người thân được cất nhắc, nắm giữ một số vị trí lãnh đạo cơ quan, ban ngành tại tỉnh Hà Giang. Cụ thể, theo thông tin lan truyền trên mạng, bà Phạm Thị Hà, vợ ông Vinh, đang giữ chức phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang. Ba em trai ông Vinh cũng được bố trí làm lãnh đạo gồm ông Triệu Tài Phong, bí thư huyện ủy Quang Bình, ông Triệu Xuân An, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì, ông Triệu Tài Tân, phó giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông. Em gái ông Vinh là bà Triệu Thị Giang cũng đang giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Mạc Văn Cường, em rể ông Vinh, làm phó giám đốc Công an thành phố Hà Giang. Ngoài ra, còn một số chức danh lãnh đạo khác là anh em họ hàng với ông Vinh. Ngày 17 tháng 9, trao đổi với báo chí, ông Triệu Tài Vinh thừa nhận một số mối quan hệ của ông với lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của tỉnh là chính xác. Tuy nhiên, ông Vinh khẳng định việc bổ nhiệm các chức vụ nêu trên đều tuân thủ đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Vị bí thư tỉnh ủy Hà Giang trần tình ông không cảm thấy vui khi những người trong gia đình mình được bầu, bổ nhiệm làm lãnh đạo. Nhiều lần ông từ chối việc bổ nhiệm, bầu người thân làm cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Ông Vinh cho biết sự việc này đã được các cơ quan chức năng của Trung ương vào cuộc kiểm tra và có kết luận. Theo đó, đầu tháng 5 vừa qua, sau khi kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận việc bổ nhiệm cán bộ của tỉnh là đúng quy trình. Bị ép làm lãnh đạo. Theo ông Triệu Tài Vinh, rất nhiều vị trí lãnh đạo của người thân ông không muốn xong đều không chối từ được. Ví dụ năm 2006, vợ ông là bà Phạm Thị Hà được đề xuất bổ nhiệm làm chi cục trưởng chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Hà Giang nhưng ông không đồng ý. Đến năm 2009, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang lúc bấy giờ đã đưa ra đề nghị chính bổ nhiệm vợ ông làm phó giám đốc sở này nhưng vợ chồng ông đến tận nhà vị giám đốc này xin không nhận nhiệm vụ. Đến năm 2013, vợ ông lại bị trình lên, đúng vào thời điểm khó khăn về nhân sự nên đành phải nhận. Đối với ông Triệu Tài Phong, năm 2007, khi đang là phó giám đốc đài truyền hình tỉnh Hà Giang thì được luân chuyển về làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, giữ chức này tới năm 2011. Năm 2012, bí thư huyện ủy Quang Bình được điều động lên tỉnh lên huyện Quang Bình và trưởng ban tổ chức tỉnh ủy có đề xuất ông Phong lên chức bí thư huyện. Ông Vinh cũng đã không đồng ý đề xuất em mình làm bí thư vì ông Phong được điều động làm phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện mới một năm, không thể làm bí thư huyện ủy ngay được. Sau đó, có một người khác lên làm bí thư huyện Quang Bình. Năm 2014, khi vị bí thư này luân chuyển công tác thì em trai ông Vinh thế chỗ. Đối với trường hợp ông Triệu Xuân An, phó chủ tịch huyện Hoàng Su Phì, một phần là do người giao đông nên cơ cấu cán bộ lãnh đạo huyện bao giờ cũng phải có người giao để bảo đảm cân bằng và dân vận cho tốt. Trước ông Triệu Xuân An có một cán bộ xã thuộc huyện Hoàng Su Phì được luân chuyển lên huyện có thể đảm nhận chức vụ phó chủ tịch huyện được nhưng người này chưa học chính trị nên ông Triệu Tài Vinh đành bổ nhiệm ông An. Nghi vấn về việc con cái quan chức tỉnh Hà Giang nằm trong số những thí sinh được với nhân nâng điểm này đã được các báo lễ phải chính thức xác nhận. Báo Dân Chí còn dẫn lời ông Vinh nói rằng, con tôi năm nay thì tốt nghiệp như thế này thì không phải lỗi của cháu, cũng không phải lỗi của tôi. Nếu báo chí định hướng không tốt thì bao giờ lãnh đạo cũng xấu. Chức năng báo chí cần phải tìm hiểu xem con nhà tôi nói riêng và con lãnh đạo nói chung chất lượng học có đúng như thế không mới là quan trọng. Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cùng ngày tường thuật rằng bí thư Vinh không biết và không chỉ đạo vụ nâng điểm cho con gái. Ông còn nói thêm, từ trước đến giờ tôi không đi xin xỏ cái gì cả. Bí thư tỉnh ủy Hà Giang khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành địa phương xử lý các tập thể, cá nhân có trách nhiệm trong vụ này một cách thẳng thắn, quyết liệt, tờ báo viết. Tờ báo này chỉ còn phát hành bản báo giấy cho biết thêm, một trong ba thí sinh có mức điểm trong top cao nhất tỉnh Hà Giang, đứng thứ ba cả nước với 28.6 điểm, sau khi chấm thẩm định thì giảm 9.10 điểm. Thí sinh này được biết là cháu ruột của vợ ông Vũ Trọng Lương, phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, người đang bị quy trách nhiệm về vụ sửa điểm thi cho 114 thí sinh ở tỉnh này. Ngoài ra, Tuổi Trẻ cho biết trong danh sách thí sinh được nâng điểm có con của một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo một huyện ở Hà Giang, các thí sinh có bố mẹ làm việc trong các cơ quan nhà nước của tỉnh Hà Giang. Hồi năm 2016, ông Triệu Tài Vinh là nhân vật từng gây xôn xao với vụ cả nhà làm quan sau khi mạng xã hội lan truyền tấm hình ghi 8 người thân của ông đang giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan ở tỉnh này. Trong số đó có vợ ông, bà Phạm Thị Hà, đang là phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang. Thời điểm đó, bí thư Vinh nói việc bổ nhiệm những người này đúng quy trình nhưng phủ nhận hai người trong số đó không hề có quan hệ ruột thịt. Điều lạ lùng là sau vụ ồn ào này,
người ta thấy ông Vinh vẫn tại vị trong lúc những sự vụ tương tự tại các địa phương đều bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc làm rõ và xử lý kỷ luật. Facebook Nguyễn Tiến Tường bình luận trên trang cá nhân, không phải ngẫu nhiên mà dân Hà Giang hậm hực Triệu ra mà vẫn im như thóc. Bởi với một hệ thống họ Triệu này, dân không sợ mới lạ. Có phải vì vậy mà Triệu đại nhân thích làm gì làm, thích nói gì nói? Quan chức thích làm gì thì làm là chuyện không có gì mới mẻ. Nhưng quan chức thích nói gì thì nói là dấu hiệu của việc độc tài bất chấp, khinh nhờn bá tánh, coi trời bằng vùng. Đối với một lãnh đạo đầu ngành mà có con trong danh sách nâng điểm, đã xứng đáng được kỷ luật chưa? Trung ương nên ngó xuống và cho một tiếng nói công bình. Sao cứ để Triệu đại nhân múa gậy vườn hoang, hô phong hoán vũ, trà đạp lòng dân như vậy? Thật ngang vua chúa, ông Tường viết thêm. Tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 17 tháng 7, nhiều ý kiến đưa ra câu hỏi chất vấn ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia của tỉnh Hà Giang rằng đã xác định được động cơ, mục đích của việc sửa điểm là vì vụ lợi kinh tế hay nguyên nhân nào khác. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho hay, là trưởng ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Hà Giang, tôi xin nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra sự việc này. Tôi cho rằng động cơ của sự việc này là không trong sáng. Trước những câu hỏi liên quan đến điểm số con cháu các lãnh đạo thi Trung học phổ thông quốc gia, ông Quý cho hay. Trong một kỳ thi có nhiều đối tượng thi, con em của lãnh đạo thi, người thân của lãnh đạo thi, nhưng tôi nghĩ không có chuyện lãnh đạo nói phải đưa con tôi vào trường đại học nào cả. Tôi nghĩ rằng không có chuyện đó. Nếu sai ở đâu, sai ở mức độ nào và vào ai thì chúng tôi sẽ trả lời sau vì cơ quan điều tra vẫn đang thẩm định, làm việc. Vào ai, vi phạm vào điều nào, khoản nào thì chúng ta sẽ xử lý. Nếu đúng tội phải khởi tố thì khởi tố, hoặc không cảnh cáo hay đuổi việc cũng làm. Chia sẻ thêm về sự việc điểm thi bất thường, theo ông Quý, có những điều không lường trước được. Đây cũng là bài học xương máu để giáo dục Hà Giang có những giải pháp để khắc phục. Về cán bộ vi phạm và trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, trách nhiệm trước hết thuộc về ban chỉ đạo, thứ hai là hội đồng thi của Hà Giang. Trách nhiệm đến đâu sẽ xử lý đến đó, chúng tôi không thoái thác trách nhiệm. Về nghi vấn bố mẹ mua điểm cho con, thì chúng ta phải chờ thời gian để cơ quan pháp luật vào cuộc. Nếu đúng như vậy thì sẽ theo quy định của pháp luật để xử lý. Tối ngày 17 tháng 7, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, xét báo cáo số 2956BGDQLCL của Bộ Giáo dục Đào tạo về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật. Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội ở Hà Giang phải được xử lý nghiêm minh, những người lãnh đạo trực tiếp phải liên đới chịu trách nhiệm, phụ huynh dùng tiền bạc, quyền lực để mua điểm cho con cũng phải xử lý trước pháp luật. Trao đổi với Vietnamnet ngay sau buổi họp báo công bố kết quả rà soát, ông Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh nhận định, vi phạm này liên quan đến hơn 100 thí sinh chứ không chỉ vài thí sinh thì chắc vụ việc phải có chuẩn bị trước, mới có thể quy tụ tập hợp lên danh sách được một số đông thí sinh như vậy. Theo ông, cần xác định được trách nhiệm của lãnh đạo Sở GĐĐT Hà Giang, và đặc biệt xác định được các phụ huynh, thí sinh liên quan đến đường dây này. Còn rất nhiều câu hỏi đặt ra như Vũ Trọng Lương có từng gian lận thi cử những năm trước đây hay không? Và liệu còn có những Vũ Trọng Lương ở các sở giáo dục đào tạo khác hay không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức của chúng tôi. Nhớ bấm đăng ký kênh để nhận được nhiều tin tức hơn. Thank you.
mộng manh, thẳng đều trên phim trắng, hăng say từng ngón anh, trái ngàn điều dũng mãnh, không cần văn hóa dườm ra câu chữ. La re do si ngôn ngữ tâm tình, không cần quen quá diện hình tiếng nói, vì những ca từ không gian dối bao giờ trên đường quê hương anh mơ tới. Hòa những nốt vui bên những nốt buồn, con đường ngắn hơn mặt trời dưới ấm, vạt nắng ân cần nâng đỡ bước chân. Nắng ân cần nâng đỡ.